Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube bán linh kiện .vn. Trong tuần vừa qua, như các bạn đã biết, hiện tượng nắng nóng lên tới 40+ độ C đã không còn xa lạ với bất kỳ ai nữa rồi. Nhân cái dịp nắng nóng hiếm có 40+ năm mới xuất hiện một lần, mà không biết bao nhiêu là thanh niên đã thi nhau ra ngoài đường để tráng trứng, để tiết kiệm ga. Ngay cả việc ở trong nhà thôi mà cũng đã cảm thấy khó ở rồi, chưa nói gì đến việc phải bơi ra ngoài đường. Và để giải quyết cái hiện tượng nắng nóng cục bộ này, bán linh kiện xin hướng dẫn các bạn làm hệ thống phun sương để hạ nhiệt mùa hè này. Để làm được bộ sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị những linh kiện sau. Tất cả các linh kiện trên các bạn chỉ cần truy cập ngay website bán linh kiện.vn là các bạn có thể sở hữu rồi. Và bây giờ chúng ta cùng tiến hành theo những gì mình hướng dẫn. Đầu tiên các bạn cần tháo lót xo bên trong của đầu phun sương. Tiếp theo các bạn nối ống tio với đầu phun sương. Ở bên trong điểm nối của đầu phun sương có một vòng răng cưa, nên khi các bạn đút ống tio vào nó giữ rất là chặt. Ở đây mình hướng dẫn cho các bạn nên mình sẽ làm hệ thống phun sương mô phỏng với mô hình nhỏ. Cuối cùng các bạn kết nối nguồn với máy bơm và với beamer. Các bạn lưu ý, dimmer đây có chức năng điều khiển tốc độ và sức mạnh hút và đẩy nước ra của hệ thống phun sương của bạn. Như vậy đã hoàn thành rồi, chúng ta chỉ việc chiêm ngưỡng thành quả thôi. Bán kiện chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo. Và đừng quên đăng ký ngay kênh bên mình để cập nhật những video mới nhất.